Một vụ thảm án kinh thiên động địa được coi là một trong những vụ án lớn nhất từng xảy ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Một kẻ thủ ác mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được hết về tội ác mà hắn gây ra, với những tình tiết diễn biến gây án tưởng chừng như không thể nếu như hắn còn là con người. Một bản án thích đáng đã được tuyên. Kẻ thủ ác đã bị trừng phạt mãi mãi, không bao giờ còn có cơ hội sám hối về tội lỗi của mình hay làm lại cuộc đời. Nhưng động cơ gây án của hắn vẫn không rõ ràng tới tận ngày hôm nay. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Những cô gái trong thành phố. Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào thập kỷ 1990 và đầu thiên niên kỷ mới là thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, mạnh mẽ. Sau cải cách mở cửa, những khu đất nông nghiệp xung quanh thành phố trở thành các khu dân cư và khu thương mại mới. Các tuyến đường cao tốc hiện đại và các tòa nhà cao tầng được xây dựng ở khắp nơi trong thành phố để giải quyết những vấn đề dân số ngày càng tăng và giàu có hơn. Đầu tư nước ngoài đã biến Bắc Kinh trở thành một trong số các thành phố mang tính quốc tế và thịnh vượng nhất. Nhiều người trẻ từ khắp nơi đổ dồn về Bắc Kinh để mong đổi đời, có được đường sinh kế rộng hơn, cuộc sống tốt hơn. Trong số đó, có 8 cô gái với tuổi đời còn rất trẻ, xinh đẹp và tràn đầy sức sống, ước mơ, cũng hết sức chăm chỉ, chịu mọi vất vả để bám trụ lại đất Bắc Kinh. Đó là Tiết Châu Anh, 24 tuổi, Lý Mỹ Kỳ, 24 tuổi, Tiêu Mai Phương, 22 tuổi, Giang Tuyết Kim, 22 tuổi, Trần Thụy Hoa, 21 tuổi, Ngô Thịnh Đan, 20 tuổi, Từ Tuệ Quyên, 20 tuổi và Vương Mã Ngọc, 17 tuổi. Bắt nguồn từ việc cùng là nhân viên của một công ty bán hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Phúc Kiến, cả 8 cô gái đã đi hơn 1.700 cây số để đến Bắc Kinh làm nhân viên bán hàng ở một trung tâm thương mại lớn. Mặt hàng mà các cô bán là đồ trang sức và vàng đá quý. Trong 8 cô gái, Tiết Châu Anh được tôn làm chị cả và đồng thời cũng là người quản lý nhóm nhân viên bán hàng của công ty. Đến Bắc Kinh, chân ướt chân ráo, các cô được công ty hỗ trợ cho nơi ăn trốn ở. Mùa thu năm 1998, các cô bắt đầu đến ở tại căn hộ thuộc một khu tập thể ở thành phố Bắc Kinh. Hàng ngày, các cô tất bật với công việc của mình, đi về sớm hôm. Nhưng với bản tính chân chất thật thà, các cô thường chào hỏi lễ phép và thân thiện, đặc biệt là với những người hàng xóm mới kề cận ở khu tập thể sinh sống. Cuộc điện thoại. Khoảng 4 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 1999, cảnh sát 110 Trung Quốc nhận được 2 cuộc điện thoại lạ, ngắn ngủi nhưng cũng hết sức kinh hoàng. Cuộc điện thoại đầu tiên gọi tới là một giọng nói run rẩy, sợ hãi của một cô gái ở phía bên kia đầu dây vang lên. "Có người muốn giết chúng tôi, xin hãy đến cứu chúng tôi." Nữ cảnh sát 110 nhận điện thoại liền hỏi lại: "Ai định giết bạn? Đừng lo, hãy nói rõ địa chỉ của bạn cho tôi." Thì giọng nữ ở đầu dây phía bên kia nói ngắt quãng: "Có một người đàn ông, hắn ta cầm theo dao, hắn đã đâm những chị khác trong nhà rồi, hãy đến ngay đi." Nữ cảnh sát lúc này, bởi vì tiếng địa phương rất khó nghe của cô gái kia nên đã không thể hiểu hết được câu nói, nên liền hỏi lại: "Cô nói gì? Địa chỉ của cô ở đâu?" Nhưng đáp lại câu hỏi của nữ cảnh sát là những tiếng hét thất thanh liên tiếp. Và rồi cuộc gọi bị ngắt, không còn nghe thấy gì từ đầu dây bên kia nữa. Ngay lập tức, cảnh sát 110 đã tra ra số điện thoại vừa gọi đến xuất phát từ quận Thạch Cảnh Sơn, thành phố Bắc Kinh. Không lâu sau đó, cuộc điện thoại thứ 2 được gọi đến. Nhưng lần này, ở phía đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên. Người này gọi đến báo cho cảnh sát biết có án mạng xảy ra trong khu nhà cô ở. Địa điểm báo án là khu tập thể Hồng Đạt, quận Thạch Cảnh Sơn, thành phố Bắc Kinh. Không cần nhiều thời gian để họp bàn, từ tin báo án đến 110, các lực lượng điều tra và cơ quan chức năng lập tức lên đường. Ám ảnh. Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường, thì phát hiện thi thể một cô gái trẻ nằm dưới tầng 1 khu tập thể, trước cổng khu tập thể Hồng Đạt. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện trên người cô gái có 6 vết dao ở cổ và ngực, một trong số đó đã cứa gần một nửa cổ cô. Ngoài ra còn có một vết dao ở lưng làm đâm thủng phổi. Toàn bộ các vết đâm trên thi thể đều là vết đâm chí mạng. Từ đây, lực lượng cảnh sát đưa ra nhận định hung thủ cực kỳ tàn bạo, xuống tay hoàn toàn không hề do dự và với mục đích muốn nạn nhân chắc chắn mất mạng. Toàn thân cô gái được nhuộm đỏ bởi máu, bàn chân không đi giày, lấm lem. Có lẽ rằng trước khi tử vong, cô gái đã cố hết mọi cách để trốn thoát khỏi tên giết người. Từ vị trí thi thể được phát hiện, theo hướng vào bên trong khu tập thể, có vết máu chạy dọc lên trên. Khi lần theo, vết máu dẫn các cảnh sát lên đến căn hộ số 202 nằm trên tầng 2 khu tập thể Hồng Đạt. Tiến hành vào bên trong căn hộ, một cảnh tượng hết sức hãi hùng đã hiện ra trước mắt của các cảnh sát có mặt, không khác gì cảnh tượng lò mổ. Cánh cửa căn hộ số 202 mở toang, ngay ở bậc cửa là những chiếc dép nhuốm máu. Cả căn hộ nhuốm một màu đỏ đầy máu. Mùi hôi tanh nồng sộc lên. Trên tường, dưới đất, ga giường cho đến bàn ghế, toàn những máu và máu. Các vết máu văng tứ tung, loang ra khắp nơi. Căn hộ khá lớn với nhiều giường tầng, tất cả đều bị nhuộm bởi một màu đỏ oan nghiệt. 7 cô gái, tất cả còn đều rất trẻ, được phát hiện bên trong căn hộ. 3 người nằm trên giường, 4 người bên dưới sàn nhà. Không một ai có hy vọng để cứu sống. Như vậy, tổng cộng là 8 thi thể đã được phát hiện. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, đồn cảnh sát Thạch Cảnh Sơn ngay lập tức thông báo cho Cục Công an thành phố Bắc Kinh, một chuyên gia hình sự hàng đầu đã được điều xuống để khám xét hiện trường khẩn cấp. Danh tính của các nạn nhân được xác định là 8 cô gái làm nghề bán hàng tại cửa hàng vàng bạc đá quý, đồ trang sức ở một trung tâm thương mại lớn. Qua khám xét hiện trường và xác minh, đối chiếu, lực lượng điều tra ghi nhận về đồ đạc, tiền bạc trong căn hộ số 202 không bị lấy mất. Trong đó có khoảng 20.000 nhân dân tệ không được cất kỹ càng để trong ngăn kéo ngoài phòng khách, cùng với 8 chiếc điện thoại di động vẫn còn nguyên hiện trạng, không có dấu hiệu của việc đã có kẻ lục lọi, trộm cắp hay cướp của. Do đó, giả thuyết điều tra đây là một vụ án giết người, cướp của, trộm cắp có cơ sở để loại bỏ. Bên cạnh đó, tại hiện trường còn phát hiện ra dấu vết lạ. Trên sàn nhà của căn hộ 202 có lưu lại những vết máu lạ xuất phát từ một đôi tất chân. Qua giám định, các vết máu này đều không phải của 8 nạn nhân thiệt mạng. Đồng thời, việc kẻ thủ ác sử dụng tất chân cho thấy rằng tên này đã lên kế hoạch từ trước đó, chứ không phải là bất ngờ nảy sinh ý định. Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện mỗi cô gái đã phải chịu hơn 10 nhát dao. Tổng cộng lại có 120 nhát dao chí mạng đã tước đoạt đi mạng sống của 8 cô gái. Đồng thời, phát hiện có nhiều nhát dao được gây ra sau khi nạn nhân phải chịu những nhát dao chí mạng thứ nhất. Như vậy, có thể có 2 đợt tấn công. Phía pháp y nhận định các nhát đâm có thể được thực hiện từ cùng một loại hung khí và có thể chỉ có một hung thủ. Và bên cạnh đó thì kết quả cho thấy trên thi thể của các nạn nhân không phát hiện ra dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Từ đây, các điều tra viên đặt ra câu hỏi: mục đích phạm tội của kẻ thủ ác là gì? Nếu như vì tiền thì tại sao hắn không lấy đi những tài sản có giá trị? Tại sao hắn lại xuống tay tàn nhẫn, truy cùng diệt tận 8 cô gái trẻ này? Và tại sao hắn lại chọn một khu nhà có quá đông người để gây án như vậy? Trong lịch sử tội phạm ở Bắc Kinh, tuyệt nhiên không hề có một vụ án nào lại kỳ lạ đến như vậy. Theo lời khai của những người hàng xóm, cả 8 cô gái đều ít tiếp xúc với người trong khu nhà. Họ thường đi sớm về muộn, chỉ ra ngoài vào cuối tuần để đi mua sắm cá nhân. Họ đều là những người lễ phép, hiền lành và không bao giờ cãi cọ, gây gổ với bất kỳ ai. Thông thường các vụ án kiểu như thế này, nếu như động cơ không phải là giết người để trộm cướp trả thù thì cũng là để xâm hại. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là lại không phát hiện ra dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Lần theo manh mối, lực lượng cảnh sát đã tiến hành gặp gỡ người đã gọi cuộc điện thoại thứ 2 báo án. Đó là một người phụ nữ có tên Lý Lâm, sống tại căn hộ số 203 là hàng xóm sát vách của các nạn nhân. Bà Lâm cho biết khi bà về nhà sau ca làm đêm vào khoảng 4 giờ sáng thì nhìn thấy một cô gái nằm trên vũng máu trước cổng tòa số 2 của khu tập thể. Lúc đó bà Lâm rất sợ hãi nhưng vẫn kịp nhận ra cô gái đó là hàng xóm của mình, có tên là Tiêu Mai Phương. Ngay lập tức, bà đã gọi điện tới số khẩn cấp 110 để báo án. Như vậy, theo thông tin của bà Lâm cung cấp, cơ quan điều tra đã phán đoán về thời điểm xảy ra vụ án là vào khoảng hơn 3 giờ sáng, 20 phút trước khi bà Lâm phát hiện ra vụ việc. Sau khi cẩn thận nghiên cứu hiện trường, các chuyên gia điều tra nhận định mặc dù hung thủ ra tay một cách tàn bạo và độc ác, nhưng đây có thể là lần phạm tội đầu tiên của hắn, bởi hung thủ đã để lại rất nhiều manh mối tại hiện trường. Thứ nhất là có rất nhiều dấu chân bằng máu tại hiện trường. Những dấu chân này là của một người và không phải một trong 8 nạn nhân. Vì vậy, đây chắc chắn là dấu chân của hung thủ. Bên cạnh đó, dấu chân này xuất phát từ tất chân chứ không phải là dấu vết bàn chân trần. Do đó có khả năng khi gây án hung thủ đã đeo tất chân. Đồng thời từ dấu chân thì có thể thấy dấu chân này khá đặc biệt, với chiều dài của ngón trỏ dài hơn một cách đáng kể so với người bình thường. Do đó thông qua giám định dấu chân sẽ dễ dàng phát hiện hoặc thu hẹp được phạm vi nghi phạm. Thứ hai là hung thủ đã mất rất nhiều thời gian để ra tay hạ sát các nạn nhân. Trong những lúc này, các nạn nhân đã kêu cứu rất nhiều lần và vật lộn chống cự với kẻ giết người. Chắc chắn nhiều người trên khắp tòa nhà có nghe thấy tiếng động lạ, do đó tên hung thủ đã nhờ vào may mắn hoặc một cách nào đó đã trốn thoát được, vì luôn có khả năng hắn bị phát hiện hoặc bị bắt bởi người dân. Thứ ba là bằng chứng mấu chốt của vụ án này, đó là có những vết máu lưu lại tại hiện trường không phải của 8 nạn nhân, và điều này có nghĩa rằng hung thủ đã để lại ADN của mình tại hiện trường. Khả nghi. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhận định có khả năng hung thủ không phải là người ngoài khu tập thể Hồng Đạt và phải biết rõ về các đường đi lối lại trong khu. Do đó, hướng điều tra về các căn hộ sống trong khu tập thể được triển khai. Trong quá trình lấy lời khai, thu thập thông tin của các nhân chứng và người dân, mọi người sống trong khu tập thể đều cho biết có nghe thấy tiếng ồn ào lịch kịch vào lúc rạng sáng. Nguyên do là bởi khu tập thể này vốn là đã cũ nên lớp tường cách âm rất kém, do đó mà tiếng động lớn là có thể vang vọng đến mọi nơi. Nhưng lại chỉ có một người khai rằng không nghe thấy gì, trong khi người này vào thời điểm rạng sáng có mặt trong căn hộ ngay bên cạnh hiện trường vụ án. Và không ai khác, người này là chồng của người báo án trong cuộc điện thoại thứ hai, bà Lý Lâm. Đồng thời bà Lâm cũng nhiệt tình cho biết thêm, khi về đến khu tập thể vẫn thấy đèn của nhà mình sáng. Bà cho rằng chồng mình khi này chưa ngủ, vì hàng ngày nếu như đi ngủ sẽ tắt đèn. Chi tiết này cũng hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai không nghe thấy tiếng động gì của chồng bà Lâm. Bên cạnh đó, so với thái độ hợp tác nhiệt tình của vợ là bà Lý Lâm, thì chồng bà Lâm lại có những cử chỉ bất thường cũng như có thái độ lấm lét, hoang mang khi cung cấp thông tin. Ngoài ra có một chi tiết đáng ngờ khác của người này, đó là việc trên tay của người này có một vết thương được quấn vải bao bọc sơ sài. Khi đang cung cấp thông tin cho điều tra viên, bà Lâm vô tình nói vọng vào rằng đây chắc chắn không phải là vết thương do công việc. Sau đó trong quá trình lấy mẫu và tiến hành giám định dấu chân, trong khi mà mọi người dân trong khu đều hợp tác với cảnh sát, thì xuất hiện một đối tượng khả nghi có biểu hiện trốn tránh, thoái thác, không chịu tiến hành giám định ngay. Và đối tượng khả nghi này không ai khác chính là chồng của bà Lý Lâm, Triệu Liên Vinh. Đối tượng khả nghi có tên là Triệu Liên Vinh, 37 tuổi, là công nhân của một nhà máy. Hai vợ chồng Vinh, Lâm đã có với nhau mặt con, cùng chung sống tại căn hộ số 203 kế bên căn hộ số 202 tập thể Hồng Đạt. Đi vào điều tra sâu về Vinh, các điều tra viên thu thập được nhiều thông tin quan trọng. Triệu Liên Vinh là người Bắc Kinh, gia cảnh bình thường, bản thân làm công nhân, mới học hết lớp 2. Hắn không có tiền án, tiền sự, cũng chưa từng gây gổ với bất kỳ ai. Tuy nhiên khi tiếp xúc với những người đồng nghiệp ở công xưởng nơi mà Vinh làm việc, các điều tra viên nhận ra không có một ai ưa Vinh cả. Tất cả đều cho rằng gã có tâm tính xấu và mưu mô. Câu chuyện là như thế này. Vinh đã từng có ý định đầu độc con chó của ông giám đốc công ty. Khi bị người gác cổng phát giác sự việc, Vinh liền xịt thuốc diệt côn trùng để giết chết chú chim mà ông lão gác cổng ngồi. Vinh còn đem phân, rác để vứt vào phòng của người gác cổng, rồi tháo biển số xe của ông giám đốc ném vào nhà vệ sinh nữ. Sau tất cả những vụ chơi xấu này của Triệu Liên Vinh thì cả công xưởng đã cô lập hắn. Không một ai muốn kết giao với loại người xấu xa như vậy. Ngay cả những người trong gia đình cũng không thể chịu được cái tính cách lập dị của Triệu Liên Vinh và thường xuyên mắng mỏ nhức mọng hắn. Như vậy, Triệu Liên Vinh tuy rằng chưa từng có tiền án tiền sự, nhưng rõ ràng là với bản tính hiểm ác, hắn ta hoàn toàn có khả năng sẽ thực hiện các hành vi bạo lực, giết người, dã man tàn bạo. Cũng có người trong khu tập thể cung cấp thông tin rằng từng bắt gặp giữa nạn nhân và Vinh có giao tiếp qua lại với nhau. Nhưng quan trọng hơn cả là kết quả giám định dấu chân cho thấy dấu chân của Triệu Liên Vinh hoàn toàn trùng khớp với dấu chân thu được tại hiện trường. Rồi từ những biểu hiện đáng ngờ khi lấy mẫu dấu chân, Vinh được đưa vào diện tình nghi. Ngay lập tức, Vinh được đưa đến cục công an để xét nghiệm máu. Từ lúc này thì Vinh trở nên trầm ngâm, ai hỏi cũng không nói bất kỳ điều gì. 6 ngày sau khi vụ thảm án xảy ra, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy những mẫu máu lạ thu giữ được tại hiện trường chính là của Triệu Liên Vinh. Trước các bằng chứng thép, Triệu Liên Vinh chỉ có thể cúi đầu nhận tội, khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cuồng sát. Theo lời khai của Triệu Liên Vinh, khoảng 1 tháng trước, hắn thấy có 8 cô gái trẻ xinh đẹp hàng ngày ra vào căn hộ 202 kế bên nhà mình. Các cô gái này rất thân thiện, ngoan ngoãn. Khi gặp Vinh qua lại thì còn lễ phép cúi đầu để chào hỏi. Với thân phận là người hàng xóm sát vách và là người ở trong khu tập thể từ trước, Vinh đã lân la nói chuyện, chào hỏi. Qua hỏi thăm, Vinh biết được các cô này làm nhân viên bán đồ trang sức và mặc đá quý ở một trung tâm thương mại lớn. Từ đây, Vinh nảy sinh ý định cướp tài sản vì cho rằng các cô này làm nghề bán đồ trang sức và bạc đá quý, có nhiều tiền của nả giá trị trong căn hộ. Và nghĩ là làm, Vinh đã lên kế hoạch và chuẩn bị các vật dụng cũng như thời cơ gây án. Lợi dụng việc căn hộ số 203 của Vinh có một cửa sổ nhìn thẳng sang ban công của căn hộ 202, Vinh đã tiến hành quan sát, theo dõi. Từ đây, Vinh phát hiện ra cửa sổ và cửa ra vào của ban công căn hộ 202 không phải là loại chống trộm, lúc nào cũng mở cả ngày lẫn đêm, cả khi nắng lẫn khi mưa. Và hắn xác định đây sẽ là lối để đột nhập vào cướp tài sản. Khoảng lúc hơn 3 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 1999, Triệu Liên Vinh tay đeo găng tay để tránh để lại dấu vân tay, cầm theo con dao nhọn, chân đi tất để không tạo ra tiếng động, rồi trèo từ cửa sổ căn hộ nhà mình số 203 sang ban công căn hộ 202. Sau khi trèo sang đến nơi, từ ban công không đóng, hắn đi thẳng vào bên trong một phòng ngủ. Khi này có một cô gái nghe tiếng động, trở mình và nói: "Ai mà nửa đêm còn đi đi lại lại vậy?" Vinh nghĩ rằng mình bị phát hiện nên đã thẳng tay đâm cô gái. Lý Mỹ Kỳ và Giang Tuyết Kim là 2 nạn nhân bị Vinh ra tay sát hại ngay trong lúc ngủ. Nghe thấy tiếng động, Ngô Thịnh Đan lúc này giật mình tỉnh ngủ và chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng ấy. Cô liền lao ra chạy khỏi giường, vừa chạy vừa kêu to. Nhưng ngay lập tức Vinh đã đuổi theo để truy sát Đan, không để cho Đan chạy được mấy bước. Vinh vội vàng lao đến đâm cô vài nhát khiến cho Đan gục xuống tử vong ngay tại chỗ. Lúc bấy giờ không chỉ có mỗi Đan chứng kiến và chết thảm, mà còn có Vương Mã Ngọc, cô gái nhỏ tuổi nhất còn lại trong phòng ngủ này, cũng đã nhìn thấy kẻ thủ ác. Nhưng vì quá sợ hãi nên Ngọc không thể vùng chạy được, toàn thân cô run rẩy ngồi im trong một góc trên giường của mình. Nhìn thấy Ngọc, Vinh liền lạnh lùng túm lấy tóc cô rồi lôi ra giữa giường, sau đó thẳng tay mà vung dao hạ sát. Lúc này Tiết Châu Anh ở phòng kế bên nghe thấy có tiếng ồn ào lịch kịch. Cô liền bật dậy rồi chạy thẳng sang xem có chuyện gì xảy ra. Vừa sang đến nơi, Châu Anh chỉ kịp nhìn thấy người hàng xóm quen mặt đứng sừng sững. Chưa kịp định thần thì đã bị Vinh lao tới đâm nhiều nhát chí mạng. Trong căn hộ 202 lúc này chỉ còn lại 3 người là Từ Tuệ Quyên, Trần Thụy Hoa và Tiêu Mai Phương. Đối với Quyên, cô chỉ kịp kêu lên rồi nhanh chóng gục xuống sau những nhát dao của kẻ thủ ác. Ra tay với Quyên xong, mục tiêu tiếp theo của hắn là hai cô gái còn lại. Khi này, Phương đã nhanh tay phản ứng, đẩy Hoa tránh khỏi đường dao đâm tới của hung thủ rồi vùng chạy ra khỏi căn hộ. Triệu Liên Vinh thấy Phương bỏ chạy liền đuổi theo truy sát. Tuy nhiên, cô cũng chỉ kịp chạy ra đến cổng khu tập thể thì bị Vinh bắt kịp và đâm nhiều nhát, khiến tử vong ngay tại chỗ. Trong lúc Vinh đang truy sát Phương thì Hoa đã nhanh chóng kịp bấm điện thoại gọi tới số khẩn cấp 110 báo án. Và cuộc điện thoại kỳ lạ vào lúc 4 giờ sáng ngày 30 tháng 5 mà cảnh sát 110 nhận được cũng chính là từ Hoa gọi tới. Tuy nhiên, thật không may cho cô, kẻ thủ ác sau khi truy sát xong Phương đã kịp quay lại. Không để cho Hoa nói được mấy câu, hắn lao vào đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ. Sau khi đâm liên hoàn nhiều nhát vào cổ và ngực của các cô gái, Vinh nghĩ các nạn nhân chưa chết hẳn nên hắn mò đến từng người, vung dao đâm thêm vào mỗi người vài nhát răng nữa. Và cũng chính cái lúc này, tính mạng của cả 8 cô gái chính thức bị hắn tước đoạt, kết thúc cuộc cuồng sát dã man điên rồ. Vinh khi này lo sợ bị phát hiện, và cũng vì hắn đã ở lại hiện trường quá lâu nên đã vội vã bỏ đi mà không kịp suy tính hay thực hiện việc xóa dấu vết, cũng như không lấy đi bất cứ thứ gì. Trở về căn hộ nhà mình, Vinh cắt bỏ đi đôi găng tay dính đầy máu, xả xuống cống thoát nước. Rồi đến ngày hôm sau, hắn đem con dao gây án vứt lại ở một con sông gần nhà. Động cơ gây án. Động cơ gây án của Triệu Liên Vinh vẫn còn là một câu hỏi rất lớn cho đội ngũ điều tra. Nhiều nhận định cho rằng hắn ta không hề ngu ngơ như cách mà hắn thể hiện. Mục tiêu hắn thực hiện tội ác cũng không phải chỉ đơn thuần là cướp tiền, cướp tài sản. Cả 8 nạn nhân bị sát hại chỉ là những người nhân viên bán hàng. Họ là những cô gái trẻ tuổi ở nơi xa đến Bắc Kinh, chứ không phải là những người giàu có. Như vậy, động cơ của Triệu Liên Vinh có thực sự chỉ là để cướp tài sản? Theo hồ sơ vụ án thì cảnh sát không tìm thấy bất cứ mâu thuẫn, xích mích nào giữa Vinh và các nạn nhân. Hơn nữa, các nạn nhân đều là những người lễ phép, ôn hòa từ nơi khác đến, thì không lý nào lại đi gây thù chuốc oán với ai, và đặc biệt là với Vinh, một người hàng xóm sát vách. Bên cạnh đó, nếu như hắn cướp tài sản từ hàng xóm, người đã biết rõ hắn là ai, thì hắn đương nhiên là phải dùng khẩu trang hoặc là có biện pháp để che mặt, che giấu thân phận khi đột nhập, chứ không phải là găng tay và dao găm. Điều này không đúng với lẽ thường. Hắn thậm chí còn chẳng nói gì với nạn nhân mà cứ thấy lạnh lùng xuống tay, lần lượt lấy đi mạng sống của từng người. Việc chuẩn bị găng tay và dao găm cùng với hành vi truy sát đến tận cùng, hắn không cần tiền cũng chẳng cần tình. Hắn đột nhập vào nhà của 8 cô gái với suy nghĩ không hề sợ người khác nhận ra mình. Hành vi hoàn toàn chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất, đó là tước đoạt mạng sống. Theo hồ sơ điều tra, trong quá trình sinh sống và làm việc trước đây, Triệu Liên Vinh luôn tỏ rõ ra thái độ bài ngoại. Hắn tỏ ra giận dữ và căm ghét bất kỳ ai không phải là người Bắc Kinh. Hắn cho rằng những người này đều tìm đến Bắc Kinh để cướp đi miếng cơm manh áo của hắn. Suy nghĩ sai lầm về lâu dài đã khiến cho hắn nảy sinh suy nghĩ tìm kiếm đối tượng để trút giận. Và có thể những cô gái phúc kiến xấu số đã trở thành nạn nhân trong tay gã đồ tể có biến dạng tâm lý nghiêm trọng. Song đây cũng chỉ là phỏng đoán. Vụ án vĩnh viễn khép lại với nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ và niềm tiếc thương vô hạn với số phận đầy đau thương của 8 cô gái trẻ. Cho đến ngày này, vẫn không có một ai có thể hiểu được thực sự là vì sao Triệu Liên Vinh lại ra tay một cách dã man, tàn độc đến như vậy. Tử hình. Ngày 15 tháng 6 năm 1999, Triệu Liên Vinh chính thức bị bắt. Phiên tòa xét xử cũng nhanh chóng được tiến hành. Tòa án Bắc Kinh tuyên phạt bị cáo Triệu Liên Vinh các tội chiếm đoạt tài sản, cố ý giết người với tổng hình phạt là tử hình. Ngày 21 tháng 7 năm 1999, Tòa án Bắc Kinh tiến hành thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn đối với Triệu Liên Vinh. Sau khi vụ án kết thúc một thời gian, một tập phim mang tên Án Mạng 8 Cô Gái ở Khu Liên Hoa thuộc một bộ phim truyền hình Trung Quốc được xây dựng dựa trên vụ án được công chiếu. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: nighttowntr.com, People, Yahoo, Đời Sống và Pháp Luật, Người Đưa Tin, Dân Việt cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV.